Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn là cách tuốt lá đào và thời điểm tuốt lá đào và sự khác biệt giữa cây đào 3-4-5, 5-5 khác với cây đào 5-1 như thế nào nhé. Đây, hiện tại bây giờ mình đang quay cho quý vị và các bạn xem là một ruộng vườn đào đấy. Là tuổi đời của vườn đào này nó rơi tầm khoảng từ 4 đến 5 năm rồi. Các nhà vườn đang tiến hành tuốt điểm từ 2 đến 30%. Đấy, sẽ tuốt điểm từ 2 đến 30% và tuốt bên trên ngọn nhé. Đấy, cứ các cành vọt cao, khỏe, dăm to. Còn với xung quanh này mặc dù lũ rất to rồi nhưng mà vào các cành mềm và xung quanh thì các nhà vườn chưa tiến hành tuốt nhá. Mình sẽ quay cho quý vị và các bạn bên này nhà vườn tiến hành tuốt cây đào 51 này. Cây đào 51 này thì nhà vườn tiến hành tuốt sạch, còn lại không đáng kể. Nay mới là có vào 26 tháng 10. Thì thông thường vào mùng 4 mùng 5 tháng 11 như mọi năm mới tiến hành tuốt lá đào. Nhưng mà do thời tiết báo lạnh cho nên là các nhà vườn đã phải xử lý sớm. Như mọi năm là có thể là tuốt gần như là một nửa của những cây đào to, một nửa đến hai phần. Nhưng mà năm nay xử lý sớm cho nên là các nhà vườn tiến hành tuốt từ 20 đến 30% của một cây đào cho nó chắc ăn. Và sẽ tùy thuộc theo cái thời tiết ấm lên hay là có mưa phùn không thì các nhà vườn mới tiến hành xử lý tiếp. Như cái dòng đào nhỏ 51 này thì nhà vườn tiến hành tuốt sạch đi nhé. Nụ thì cũng chưa to lắm đâu nhưng mà cũng đã tiến hành tuốt rồi. Đấy, quý vị cứ nhìn cái cây 5455 này, gốc rất là to. Nhà vườn chỉ dám tiến hành tuốt điểm thôi. Tất cả đều tuốt bên trên nhé. Vườn đào to này nụ rất là đẹp, rất là nhiều nụ. Đấy thì quý vị và có nhu cầu theo dõi về cái cây hoa đào Tết này thì có thể đăng ký kênh hoặc là theo dõi để mình tiếp tục cho những ra video mới nhất của các nhà vườn và từng thời điểm tuốt lá, để quý vị và các bạn có thể cập nhật sớm nhất. Thì video clip chia sẻ đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.